Xin chào anh em yêu cờ Trong mấy năm bình luận cũng như chém gió về cờ tướng Có lẽ điều còn thiếu đó chính là bình luận các ván đấu hay Giữa hai nhân vật xuất chúng kỳ đàn Đó là Ma Kỳ Dương Quan Lân và Kỳ Tiên Hồ Vinh Hòa Như các bạn đã biết Dấu mốc lịch sử của cờ tướng Trung Quốc bắt đầu từ năm 1959 Đó là giải đấu đầu tiên đồng thời vinh danh nhà vô địch Dương Quan Lân. 3 năm tiếp theo, Ma Kỳ vẫn thống lĩnh kỳ đàn. Vậy mà, đến năm 1960, chức vô địch đã về tay thần đồng cơ tướng Hồ Vĩ Hoa, người được mệnh danh Phượng Hoàng tái sinh ngàn năm mới có. Nói như vậy để thấy rằng, nếu không có thiên tài Hồ Vĩ Hoa, Dương Lão còn thống trị kỳ đàn lâu dài. Có lẽ, bên cạnh Đông Bắc Hồ Vương Gia Lương, Hồ Vĩ Hoa là đối thủ truyền kiếp của Kỳ Ma. Trong suốt sự nghiệp của mình, hai đại cao thủ gặp nhau rất nhiều lần, đa phần đều là các trận đấu kinh thiên động địa. Trận này mình giới thiệu tới các bạn thuộc hàng siêu phẩm, bởi lẽ chiến thắng rất sít sao, đến những giây cuối cùng của tàn cuộc mới quyết định thành bại. Để không mất thời gian, mời các bạn cùng bước vào trận đấu. Được cầm tiên thủ, Ma Kỳ không cần thăm dò nhiều ông đóng pháo vô đầu tấn công ngay Hồ Vinh Hoa Ma Hai tấn ba có lẽ ông định bày trận phản cung Mã Trăng Dương Lão Ma Hai tấn ba Hồ Vinh Hoa thật là lươn lẹo ông lại đổi ý bày trận bình phong tròn Dương Lão bình tĩnh xuất xe đầu tiên Hồ cũng ra xe tương ứng kỳ Ma biết rằng đối thủ của mình rất khó nhằn bởi vậy ông chọn hướng tấn công chậm mà chắc Bình Ba tấn một đối lại hồ chọn hướng dĩ bất biến ứng vạn biến thúc binh tương ứng chỉ đợi có thế dương nhảy mã lên đường biên về mặt khai cuộc hồ có thể thúc binh 1 tấn 1 là hướng mạnh ngày nay ưa dùng nhưng ông chọn hướng lên tượng ra cố trung lộ thể hiện sự tôn trọng cực lớn dành cho đối thủ truyền kiếp dương lão bảy trận phi pháo quá hà ý định vật pháo qua ăn tốt hoặc pháo 8 bình bảy để mã của đối phương đây là cách chơi thịnh hành trong quá khứ Bởi lẽ bên đỏ tuy ưu thế nhỏ nhưng ít bị phản thiên Có lẽ kỳ ma muốn đấu nổi lực trăng Về phần kỳ tiên chấp nhận thúc tốt bảy mời đấu quân và thông đường mã Sau khi dương ăn tốt qua sông hồ lập tức ăn tượng lên Chỉ đợi có thế kỳ ma bình pháo vào để mã của đối thủ Không kém phần long trọng kỳ tiên xuất xe ra lộ 2 với sự tự tin của mình Ma Kỳ ra chiến chê thứ hai, cách ra quân bài bản, không vội vàng và manh động. Hồ Vinh Hoa từ khi xuất sơn thể hiện sự quái kiệt trong cách chơi, lập tức vươn pháo qua hà, phong xê cổ đỏ, lại âm thầm lộn pháo vào đầu khi đủ thời cơ. Tiếp theo đây là nước cờ mở, bên đỏ phế binh lộ bảy, dụ cho đen ăn tốt qua sông, nhưng nước cờ mở không hẳn là quá mạnh. Nhưng chắc chắn sẽ đưa trận đấu vào hình thế đôi công. Hồ Vinh Hoa vô cùng tự tin ăn tốt qua sông. Tiếp đó Ma Kỳ tuần là C Tập trung toàn lực để bắt tốt. Vậy vấn đề là bên đen có nên giữ tốt. Tức là tấn tốt xuống được hay chăng. Khi đó bên đỏ ăn ma lên ngay. Đen cố tình lộn pháo vào đầu. Thì mã đỏ ăn lên. Đen có thể bắt xe đỏ. Nhưng đỏ có nước cờ thoái ma trừ tướng bắt lại xe bên đỏ ưu thế ngay. Ngoài ra, về mặt khai cuộc, bên đen có nước tranh tiên cực mạnh, đó là tấn pháo đuổi mã, nhưng mục tiêu chính là cản đường mã biên của đỏ. Bởi lẽ, mã đỏ lao lên hà, đen sẽ thoái pháo kim cô thế trận, còn mã thoái về tâm, đen có cơ hội thúc tốt xuống. Có thể thấy, một cơ hội khá hay đã bị Hồ Vinh Hoa bỏ qua. Thực chiến, ông lao mã lên bàn hà, kỳ ma thấy rằng quân chết chưa vội ăn, thoái ma về, quyết định truy pháo của đối thủ. Ý đồ của Ma Kỳ là mời gọi tốt đen tấn xuống để giữ pháo. Rõ ràng, kỳ ma đang tặng đối thủ một miếng phô mai miễn phí. Kỳ tiên đã bị cuốn vào miếng phô mai đó, lập tức phi tốt xuống ngay. Giờ tới lượt Ma Kỳ, ông tranh tiên rất mạnh, điều xe qua quyết bắt tốt bằng được. Bên đỏ đang phục đoàn, thoái pháo ăn tốt. Sau đó tập trung toàn lực bắt mã lộ 3 của đen Khi mai yếu sẽ có cơ hội bắt tốt đầu Chưa kể quân pháo của đen cũng đang là mục tiêu công kích Thực ra đây tiếp tục là một nước cờ mở Vì kỳ ma đang mời gọi bên đen bắt chất xe của mình Nếu Hồ Vinh Hoa đánh máu lửa Thi triển thủ pháp pháo lộn vào đầu gọi đoàn chiếu tướng ép buộc bên đỏ phải ăn ma lên bên đen nhẹ nhàng làm ngay em C. Nếu đỏ thoái mã chiếu tướng sẽ không bắt được C do bị mã lộ bảy cản đường. Nhưng điều chắc chắn bên đỏ xe ăn mã bản hà của đen gọi đoàn chiếu tướng. Tức là bên đỏ sẵn sàng phế C để lấy thế công. Với đẳng cấp cực cao của mình có lẽ cả hai đại cao thủ thừa sức nhìn ra những nước cờ như vậy. Hồ Vinh Hoa rất quái cứ nhẹ nhàng lên tự trước chờ động thái từ đối phương giai đoạn này hai cao thủ thi nhau đạt bẫy nếu dùng software để phân tích có lẽ không thấy hết được cái hay vì con người sẽ đi khác với máy bởi lẽ như mình đã nói đây là một trận cơ mở đôi khi điểm số không phản ánh hết tính chất của trận đấu vậy thì kỳ ma phải xử lý ra sao ma kỳ nghĩ rằng cần phải tiên hạ thủ vi cường giai đoạn trước mới là điều hay nhanh như chớp, thoái pháo ăn tốt. Bên đỏ dùng pháo và C tấn công mã cổ đen, lại dùng C8 và mã lộ 7 tấn công pháo đen. Bên đen tứ bể thọ địch, nguy cơ mất quân đã hiện hữu. Nhưng kỳ tiên không làm chúng ta thất vọng, xe cộ làm gì, chạy bộ mới là mục tiêu sống. Ông lập tức phản đoàn rất gắt, ăn pháo vào đầu gọi đoàn chiếu. Ma kỳ cũng đâu đơn giản, pháo lộn lên đầu ngay hai bên đánh quá tưng bừng. Hình cơ đã vào thế ép buộc. Bởi lẽ nếu đen lên C4 tấn 5, đỏ ăn C xuống, buộc mã phải ăn về, rồi đỏ cắm C7 là sát cuộc. Còn trường hợp bên đen lên C6 tấn 5, đỏ vật pháo xuống bắt mã và phế C ngay, đen ăn C thì pháo cắm xuống là sát cục. Hồ Vinh Hoa nổi tiếng với lối chơi công sát và lăn léo, ông chấp nhận ăn mã lên pháo và phế c ngay sau khi bên đỏ ăn c ông chạy pháo vào lộ 7 vừa là bắt mã của đối phương mở thông mà c bên đỏ rất muốn ăn ma lên pháo đầu nhưng sợ đối thủ sẽ vật pháo xuống bắt tượng đáy thì nguy do họ đang có c trợ công vì thế đỏ thoái c bảo vệ mã kỳ tiên đâu phải dạng đơn giản vật pháo ăn ma ngay sau khi đỏ ăn c qua bên đen lao ma qua lộ 4 chuẩn bị lăng ma vùng ngũ chiếu bên đen phế c nhưng có thế công như bão táp thế trận đối công quá hay vậy biên đỏ phải đỡ ra sao theo cách tư duy thông thường đỏ lao ma lên cản mã của đối phương và mời đấu pháo nhưng đen có nước thoái pháo cực hay đuổi c của đỏ ép c đỏ phải chạy tế khói sau đó đen lao ma vùng ngũ chiếu tướng và bắt chết c lộ ba của đỏ để tránh thiệt hại có lẽ đỏ sẽ phải đưa xe vô tâm làm giày trung lộ. Đen ăn xe ngay. Đỏ luôn pháo vào và chiếu. Đen phải lên xi Sau đó đỏ bắt lại em pháo. Nhưng đen vẫn còn đó chiêu. Tấn xe của Hà bắt pháo mã của bên đỏ. Tạo ra hình cờ khá cân bằng. Vậy mới thấy các cao thủ đánh rất sâu đòn. Quay lại biến chính thức của trận đấu này. Sau khi tính toán kỹ Ma Kỳ ra đoàn rất khéo, ông chạy xe sang lộ 6, bên đen thoái pháo về, sẵn sàng ma 6 tấn 5 chiếu tướng và bắt xe của bên đỏ. Lúc này, bên đỏ cũng có thể lao ma lên phòng thủ sân nhà, vừa là ngăn đoàn ma 4 tấn 6 của đen lại phòng thủ từ xa với chiêu ma 6 tấn 5. Bởi lẽ đen cố gắng chiếu tướng, đỏ chỉ cần lên tượng là phòng thủ được, bên đen chưa thể chiếu rút bắt quân nào. Về mặt lý thuyết là như vậy Nhưng bên đỏ đang bị thế pháo chống. Thế trận cũng rất bị động Bởi lẽ kiều gì đen cũng đưa xe kỳ hà để hô công Ngày xưa các cao thủ đánh rất phóng khoáng và đầy chủ động Ma kỳ chơi đoàn Một lấy hai dây khoai cũng đổi Lập tức dùng xe diệt mã Sau khi mã đen ăn xe Đỏ lại tiếp tục diệt mã ngay Tuy rằng bên đỏ đang hơn quân nhưng kỳ tiên lại có chiêu đưa xe của hà phục đoàn chiếu rút bắt pháo và bã bởi thế kỳ ma tuấn pháo tuần hà hồ vĩnh hoa điều xe chiếu bên đỏ lên sĩ ông chạy xe qua để ban mã đỏ lại có nước hay xuất tướng rõ ràng đen có cơ hội bắt lại quân mã nhưng cái giá phải trả cũng không dễ vì kỳ ma ăn xít chiếu ép bên đen phải lên tướng cần phải hiểu rằng hơn sĩ sẽ lợi về cờ tàn Tiếp theo đây, bên đỏ nhẹ nhàng, lên tượng, bảo vệ pháo, gia cố thế trận. Kỳ tiên, thoái xe về, quản lý hàng tốt, tiêu diệt tốt để đơn giản hóa trận. Dương Quan Lân đâu chịu thiệt, ông cũng thoái xe về đuổi pháo, ép buộc Hồ Vinh Hoa phải chạy pháo đi. Muốn chiến thắng, nhất thiết phải giữ được tốt, mà bên đỏ không thể manh động dùng xe ăn tốt, bởi lẽ đối thủ có đòn vỗ xe chiếu rồi xuất tướng để hoài cục. Vì lẽ đó, Ma Kỳ binh 1 tấn 1. Kỳ Tiên cũng không vội, ông thúc binh lộ 1. Giờ đây, Ma Kỳ phóng pháo xuống để sau này dùng pháo vật quan tốt buộc lòng Kỳ Tiên phải có động thái, ông an tốt biên ngay. Kỳ Ma vật pháo quan tốt. Vậy là sau một hồi tranh bá, bên đỏ hơn bên đen đúng một quân sĩ, si. xem những ván này mới đã, bởi lẽ rất khó đoán định, trận này thắng, thua hay là hòa. Về phần Hồ Vinh Hoa, ông sợ rằng đối thủ sẽ đóng pháo vô tâm chiếu, tiếp đó đưa tốt qua sông. Bởi vậy, ông xuất tướng trước. Bản chất bên đen không sợ đỏ vô xe chiếu và bác xi si đáy. Bởi lẽ đen âm thầm phục đoàn, đóng xe vô lục bốn chiếu và tiếp đó xuất tướng để hỏi sát. Nhưng Ma Kỳ nổi tiếng với kỹ năng cờ tàn siêu hạng, ông không hề vội vàng thoái C về để sau này cơ động chiến pháo. Bên đen lên sĩ, đỏ đưa tốt vượt sông, đen xuống tướng, Dương Quan Lân cắm pháo chầm đáy. Hồ Vinh Hoa thấy tướng đối thủ đang ở ngoài, ông gấp rút đưa tốt qua sông để gây áp lực ngược. Kỳ Ma thoái C đổi pháo, Kỳ Tiên thoái pháo và đuổi tốt. Sau khi tốt đỏ xuống, Kỳ Tiên chạy pháo đầu ra. Có lẽ ông đang tính đến đoàn thoái pháo về mời đấu quân. Kỳ Ma chơi rất ung dung đưa tốt vào. Đúng như dự định, Hồ Vinh Hoa thoái pháo mời đấu, đồng thời phục đoàn đóng pháo vào lộ 4 trong tương lai. Ma Kỳ muốn thắng, ông đâu chấp nhận thoái pháo về hà Bên đen bắt đầu phản. Bước 1, tấn xe chiếu. Sau khi tướng đỏ lên lầu 2, bước 2, thúc tốt xuống. Có thể thấy bên đen âm thầm phản đoàn và chờ sơ hở từ đối phương Dương Quan Lân vô cùng quách tỉnh Bước 1 điều xe chiếu tướng Sau khi tướng đen vào Bước 2 chạy xe qua Kim cô xe vào tốt của đối phương Khiến đen tốt không có cơ hội Và hộ công cùng pháo Đây là nước cờ tàn rất đáng Để chúng ta học tập Bởi thế kỳ tiên đổi chiến lược Chạy pháo vào lộ 4 chiếm vị trước Phục đoàn lên xin chiếu Ma kỳ đóng pháo vào đầu ngay Anh em để ý nước cờ chiếu tướng rồi chạy xe qua cô cân và tiếp đó đóng pháo vô ngũ để cướp tiên chứng tỏ ma kỳ đã lường hết các đòn phản từ đối phương để có thể liên sĩ phối hợp với pháo buộc kỳ tiên phải xuất tướng qua vị sáu về phần ma kỳ thấy tướng mình ở ngoài nguy hiểm quá ông chi xi si lên để sau này dễ bể vào tướng nhận xét tổng thể tốt bên đen chỉ có đường xuống muốn đưa tốt và hộ công với pháo còn rất xa vời bên đỏ đang ham hê vào tướng để né đòn về mặt tấn công tốt đỏ xuống rất nhanh thế trận của đen sắp nguy hiểm cực chẳng đã hồ chấp nhận ăn sĩ si và phế tốt dương ăn tốt ngay hồ thái xỉ chiếu dương xuống tướng hồ chi xỉ chiếu dương vào tướng bây giờ hồ làm nốt mc về phần dương không vội vào tốt cắm xe để cô pháo trước hồ chiếu tướng dương lên tướng hồ thoái xe chiếu dương xuống tướng hồ chạy pháo qua lộ 3 cho tượng giữ dư. dương nhẹ nhàng đưa tốt vào áp sát thế trận hồ thoái c về tuyến hà dương gấp rút thúc tốt xuống hồ lại tấn xê chiếu dương lên tướng hồ thoái c về đáy để thủ bấy giờ dương chạy c vào lộ 8 hồ thoái sĩ cố thủ sân nhà dương thoái c về kỳ hà hồ tấn pháo bắt tốt Dương lại tấn xe chiếu Buộc lòng pháo phải thoái về thủ Giờ đây Dương điều pháo qua lộ 2 Phục mưu cắm pháo xuống đáy Đấu pháo khỏe của đen Vậy thì kỳ tiên phải xử lý ra sao Có thể điều xe ngăn pháo được chăng Pháo đỏ lại chạy vào lộ 4 Phục đòn bình tốt chiều tướng Đen tấn xe đuổi pháo Thì pháo chạy qua lộ 3 Âm thầm thúc tốt xuống để chiếm lộ đẹp Chính vì lẽ đó Kỳ tiên nghi ra cách khá khéo, phòng thủ chủ động, đưa pháo vô tâm. Đúng như kế hoạch, dương lao cắm pháo xuống đáy. Bên đen không thể ăn pháo qua, buộc lòng phải nghĩ ra nước khác. Kỳ tiên có nước hay, thoái tượng đuổi xe. Sau khi bên đỏ ăn tượng đáy, đen nhẹ nhàng về sĩ, dùng pháo chiêu tướng, đồng thời dùng pháo đuổi xe. Bản chất đây là đoàn ép đấu. Kỳ ma đâu ngại vì ông còn tốt mạnh chấp nhận ăn pháo ngay hồ tư lệnh ăn tướng vào ma kỳ thoái xê bắt tượng kỳ tiên thoái tượng về đồng biên ma kỳ bình xê chiếu sau khi đen liên sĩ ma kỳ phóng tượng lên độ ba tiếp đó kỳ tiên thoái tượng về đường đáy ma kỳ lên tượng đồng biên tạo thành song tượng liên kết có thể thấy cách đánh tàn của Dương Quan Lân vô cùng khéo léo, bày binh bố trận rồi từ từ chiếm ưu thế. Tình thế của đen là khó đi, quân C không cơ động được, bởi thế ông xuất tướng ra lộ 4, kỳ ma điều xe chiếu. Sau khi tướng đen vào, ma kỳ chạy xe qua lộ 8 hỏi đường sát, buộc lòng bên đen phải xuất tướng. Tất yếu, đỏ không thể đi mãi như vậy được, ma kỳ thay đổi chiến thuật thoái tượng về ngũ. Cái hay của trận cờ này là quân xe đen không dám ho he bởi vì chạy xe lung tung dễ mất sĩ và thua ngay. Thực chiến đen vào tướng, kỳ ma thoái tượng về vẫn hỏi sát, kỳ tiên đành xuất tướng, kỳ ma tướng năm thoái một. Đây là một nước cờ chờ. bên đen không thể vào tướng, cũng chẳng thể lên tướng. Bởi lẽ Đối thủ vô xe chiếu sĩ vẻ lên Sau đó bên đỏ xuất tướng Vắt chết xí Là bên đen chắc chắn thua Kỳ tiên có quân tượng để đi Ông lập tức lên tượng đường biên Kỳ ma thấy chưa vội vàng Ông lên tượng Hồ tiếp tục thoái tượng về đáy Các quân đen đang ở vị trí bi động Nhưng nếu đánh sai lầm Bên đỏ tham ăn tượng Tức là đỏ tấn xe chiếu Tướng đen lên Đỏ dùng xe ăn tượng đen sẽ chạy xe lên đỏ chạy xe qua để sau này thoái xe chiếu tướng bắt sĩ si. đen lại ra đoàn trước nhanh chóng chiếu đỏ về tượng đen thoái xe đuổi tốt tốt đỏ xuống đen lên xít si trên mặt bên đỏ không có cơ hội để chiến thắng có thể thấy cơ tan chỉ sơ hở là dễ hòa thực chiến ban đấu kỳ ma điều xe vào lộ 6 chiếu sau khi đen đưa tướng vào lộ 5 Kỳ Ma dồn thêm vài nước nữa cho đối thủ quay cuồng. Chạy xe qua lộ 9, tướng đen xuất, rồi lại chạy xe vào lộ 8, bên đen lại liên tượng. Khi đó, Kỳ Ma mới điều xe chiếu sau khi tướng vào, rồi mới tấn xe xuống khe sĩ. Nước cờ cực khét, đứng trước đòn khó này, Kỳ Tiên phải xử lý ra sao đây? Bên đen có 3 cách đỡ, một là xuất tướng, hai là thoái tượng về đáy ba là liên tượng chúng ta tập trung phân tích phương án thực chiến bên đen thoái tượng về đáy đỏ lập tức điều tốt bắt c ép đen phải chạy c qua bấy giờ đỏ tấn c xuống khe sĩ bên đen chả biết đi quân nào lại đành chạy c đỏ nhanh chóng thoái c về đang tính đoàn vòng ra bắt tượng yếu vậy thì đen có nên chạy xe qua giữ chặt tượng hay không nếu bên đen đi như vậy, đỏ chạy xe hoài cục, ép tướng phải ra, sau đó dơn một nước tấn xe xuống. Rất khó cho đen, vì sĩ ăn tốt, đỏ tấn xe chiếu, ép tướng phải lên, thoái xe chiếu là bắt chết xe đen ngay. Quá khó cho bên đen, vào tướng cũng không được. Nếu liên tượng thì tốt vào ngũ, mưu đổ bắt sĩ của đen. Đen rơi vào cửa tử, nếu đen vào tướng, xe đỏ tấn một cũng bắt chết sĩ. Do sĩ về thì mất C Cách đưa khác Đen lên tượng để đuổi tốt Đỏ tấn xê chiếu Ép tướng phải lên Đỏ thoái xê chiếu Tướng phải xuống Rồi dùng tốt đan sĩ Bên đỏ cung thắng 100% Với nhánh nước còn lại Bên đen chạy xe qua đường biên Đỏ vẫn thực hiện âm mưu Điều xê chiếu Ép tướng phải vào Sau đó chạy xe qua để bắt tượng Bên đen thoái xe giữ tượng thì tốt xuống cũng thua. Có lẽ tượng phải lên đồng biên. Tiếp đó, bên đỏ chạy xe qua lộ 8 để hỏi sát, ép tướng ra, rồi chạy tốt vào ngũ. Chuẩn bị đoàn, tấn xe chiếu và tương lai thoái xe chiếu để bác sĩ. Si. Bên đỏ vẫn thắng. Có thể thấy cơ tà này quá khó cho bên đen. Kỳ tiên Hồ Vinh Hoa đứng trước đối thủ truyền kiếp, sử dụng chiến lược, Thả chết không chịu hy sinh. Đó là ý chí chúng ta cần học tập. Trong thực chiến, ông không thể để xe ở tuyến đáy nữa rồi. Quyết tâm tấn C bắt tốt, tạo điều kiện cho kỳ ma đưa em tốt giả áp sát tử cung. Liệu rằng bên đen có đỡ được tuyệt kỹ nảy trăng? Kỳ tiên vẫn kiên cường lắm. Ông điều xe chiếu, tướng đỏ lại chạy xa lộ 6, đặt ra cạm bẫy cho đen nếu đen điều xe 10 đấu đỏ ăn xít chiếu tướng phải ăn lên sau đó đỏ ăn c là đen thua ngay và luôn thực chiến bên đen chạy tượng lên đỏ lại chạy xe qua lộ 8 phục đoàn tấn xe chiếu sau đó bắt chết sĩ và thắng luôn toàn những nước hay buộc lòng đen phải điều xe chiếu tướng đỏ lại vào bên đỏ đánh khéo quá đang phục đoàn dùng tốt ăn sĩ ngoài cục luôn ép buộc đen phải chiếu tướng lại ra Tất yếu bên đen không thể chiếu mãi Vì như vậy sẽ phạm luật và thua Bên đen tính toán đủ đường Đành phải về sĩ tuyên đáy Bây giờ đỏ lên tượng tàu căn Đen chiếu tướng Đỏ lại vào tướng Bên đen nếu không chạy xe Giữ mặt thì thua ngay Do xe đỏ đang chờ sẵn rồi Khi đen chạy xe vào ngũ Thì lộ tượng lại là điểm yếu Bên đỏ chạy xe qua lầu 2, phục đoàn tấn xe hỏi sát, ép buộc đen phải về tượng, đỏ tấn xe bắt tượng đáy, đen lại chạy xe qua giữ, đỏ nhẹ nhàng thoái xe một nước. Đây là tuyệt kỹ, nhét rễ vào mồm, bởi lẽ đen không thể lên sĩ, tốt ăn vào tâm là thua ngay, tượng của đen không nhung nhích được nữa rồi, khi đó đen chỉ còn hai cách, một là chạy xe vô ngũ, hai là chạy xe lên liệu rằng hai cách này có giúp đen thoát thua hay chăng? Với phương án bên đen chạy xe liệt, đỏ nhẹ nhàng thoái xe, đang phục đoàn, vô xe tâm, bác sĩ hỏi sát, ép đen phải vào xe thủ. Tiếp đó, đỏ điều xe bắt chiếc tượng đáy, vậy là đỏ thắng luôn. Còn với phương án bên đen chạy xe vô tâm trước, đỏ điều xe bắt tượng, ép tượng phải lên đường biên, sau đó... Đỏ lại chạy xe qua lộ 2 Phục đoàn cắm đáy hỏi sát Xe đen chỉ còn cách Chạy qua để giữ tuyến đáy Nhưng đỏ lại nhẹ nhàng thoái xe về Tiếp tục khoét vô tâm Lúc này đen chạy xe vào ngũ cung thua Về tượng cũng bại Mà đen lên sĩ Thì đỏ đóng xe vô tâm bắt chết sĩ Tóm đi tóm lại Một khi đã bị em tốt giả Áp sát tử cung Thì kiểu gì mà chả thua Giờ chúng ta cùng phân tích thêm những điểm quan trọng của ván cờ tàn này nhé, anh em ơi. Đó chính là giai đoạn này mình thấy hay nhất của ván cờ. Bên đen về tượng, kết quả là đã thua. Giờ đen lên tượng thì sao? Đỏ lại chạy xe hỏi sát, ép đen phải xuất tướng. Đỏ tấn xe chiếu, tướng phải lên. Sau đó thoái xe về bắt tượng. Quân tượng chạy, bình xe vô chiếu, sĩ phải lên sau đó đỏ xuất tướng ba chiếc xi bên đen thất bại còn như đen xuống tướng đỏ điều xe chiếu tướng phải vào sau đó ăn tượng vần vò một hồi nữa bên đen cũng thua chúng ta phân tích tiếp phương án bên đen ra tướng đỏ lại có chiêu chạy xe hỏi sát đen phải thoái xi về rồi đỏ chạy xe về mục tiêu điều xe qua lộ 2 khai thác tuyến đáy Bên đen chiếu tướng Đỏ lên tượng Lúc này rất khó cho đen Nếu đen tấn xe bắt tốt Thì tốt xuống Giờ chạy xe qua giữ mặt cũng khổ Bởi lẽ bên đỏ điều xe qua bát sĩ Ép đen phải lên sĩ Bấy giờ đỏ điều xe vô tâm bát sĩ khi mà về Thì đỏ thoái tượng về Bên đỏ thắng 100% Nói tóm lại Ta này kỳ tiên không đỡ nổi một ván cờ trên cả tuyệt vời phải không anh em